Bằng Châu xin thân ái kính chào tới ngộ đến quý khán giả của đài CNN trên băng tầng 14.5. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi tối của đài với một số tin cập nhật như sau. Rio hủy bỏ sự kiện mừng năm mới truyền thống vì đại dịch Covid-19. Một nông trại ở Đức bị cô lập sau khi có hơn 170 nhân viên ngã bệnh vì Covid-19. Hãng dược Moderna nhận thêm 472 triệu Mỹ Kim nghiên cứu vaccine Covid-19. Diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam. Và bây giờ, Bằng Châu kính mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết Rio de Janeiro hủy bỏ sự kiện mừng năm mới truyền thống vì đại dịch Covid-19. Giới chức trách của thành phố Rio de Janeiro của Brazil vào ngày thứ Hai 27 tháng 7 đã quyết định hủy bỏ sự kiện mừng năm mới truyền thống ngay trên bãi biển Copacabana nổi tiếng trong năm 2021 sắp tới vì những mối lo ngại xoay quanh coronavirus, tức là nguyên nhân gây ra đại dịch Covid-19. Đây được xem là một tác động lớn đối với nền kinh tế, vì cứ vào dịp này hàng năm, nhiều người sẽ đổ xô về Rio để đốt pháo tiễn đưa năm cũ, giúp cho các cơ sở thương mại mang về hàng triệu Mỹ Kim từ lĩnh vực khách sạn, mua sắm, ăn uống cho tới hàng không. Trung bình vào mỗi năm có khoảng 3 triệu người cùng nhau quy tụ về bãi biển Copacabana để đón năm mới. Tuy nhiên, các màn bắn pháo hoa từ nay chỉ được phép phát trên đài truyền hình để tránh đám đông tụ tập làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Tính đến nay, tại Brazil đã có hơn 2.4 triệu người xét nghiệm dương tính với coronavirus và có khoảng 85.500 người đã tử vong. Một nông trại ở Đức bị cô lập sau khi có hơn 170 nhân viên ngã bệnh vì Covid-19. Kính thưa quý vị, một nông trại trồng dưa leo tại tiểu bang Bavaria của Đức Quốc hiện đang bị chính quyền cách ly một cách vô thời hạn sau khi có ít nhất 174 nhân viên xét nghiệm dương tính với đại dịch siêu hô hấp Covid-19, cho thấy rằng dịch bệnh đang ngày một trỗi dậy ở Âu Châu. Cho dù có bệnh hay không, tất cả 480 người làm việc tại nông trại đều không được phép rời khỏi tòa nhà đang bị nhiễm bệnh. Trong bối cảnh có nhiều nhân viên an ninh được phái tới canh gác bên ngoài lối ra vào, người đứng đầu quận Dingolfing vào cùng ngày đã kêu gọi người dân hãy bình tĩnh vì dịch bệnh vẫn chưa len lỏi ra các vùng xung quanh. Trước đây, các lò mổ thịt ở Đức cũng lâm vào tình trạng đóng cửa tương tự do có nhân viên bị ngã bệnh vì Covid-19. Trung tâm nghiên cứu Robert Koch ước tính tại Đức đang có tổng cộng 205.269 người ngã bệnh và 9.118 người đã qua đời. Và có 7 người bị xe hơi tông bị trọng thương ở Berlin. Một chiếc xe di chuyển ở tốc độ cao vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua đã lao sầm vô đám đông người đã bị bộ tại thủ đô Berlin của Đức Quốc, khiến cho ít nhất 7 người bị thương tích nghiêm trọng, nhưng không ai tử vong. Dựa vào thông tin được ghi nhận từ sở cảnh sát, hiện nay vẫn còn quá sớm để kết luận đây là vụ tấn công khủng bố. Mặc dù trước đó, ở Đức cũng đã từng xảy ra một vài vụ giết người hàng loạt bằng xe hơi, lấy cảm hứng từ nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS. Chiếc xe gây tai nạn được xác nhận mang nhãn hiệu Mercedes. Sự việc xảy ra trong khu phố có đông người qua lại, ngay bên cạnh ga tàu hỏa ở trung tâm Berlin. Viên tài xế 24 tuổi nay đã bị bắt. Vào năm 2016, thủ đô Berlin của Đức cũng đã từng bị chấn động bởi một vụ tấn công bằng xe tải, nhắm mục tiêu vào khu chợ Giáng sinh, khiến cho 12 người tử vong. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Đức Anh Boris Johnson kêu gọi người dân hãy giảm cân. Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson, vào ngày thứ Hai 27 tháng 7 đã kêu gọi người dân trên toàn quốc hãy kiểm soát số cân nặng, đồng thời mang trải nghiệm của bản thân ra làm ví dụ. Sau khi nghiên cứu cho thấy những người bị béo phì thường có nguy cơ gặp nhiều biến chứng hơn khi bị lây nhiễm Covid-19. Đây là một phần trong sáng kiến Better Health do chính phủ khởi xướng. Theo đó, cấm không cho TV phát quảng cáo thức ăn vặt kém dinh dưỡng trước 9 giờ tối, cũng như kết thúc các chương trình mua một tặng một, vì chúng chỉ gây hại cho sức khỏe của người dân mà thôi. Sau vài tuần lễ điều trị COVID-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tự cam kết sẽ tuân thủ theo lối sống lành mạnh, từ việc lựa chọn thức ăn hợp lý cho đến việc tập thể thao đều đặn mỗi ngày. Từ tháng 4 cho đến nay, ông đã giảm hơn 12 pound, tức là khoảng 6 kg. Thưa quý vị, tại Ấn Độ, cuộc sống của người dân bị đảo lộn vì mưa lớn. Những cơn mưa nặng hạt kèm theo gió mạnh hiện vẫn tiếp tục trút xuống các tỉnh thành của Ấn Độ vào ngày thứ Hai, gây áp lực lên hệ thống đê điền, đồng thời gây nên tình trạng lũ lụt ở nhiều nơi. Mùa mưa năm nay xảy ra ngay vào lúc quốc gia này đang phải chật vật đối phó với sự lan của coronavirus, vốn đã khiến cho hơn 1,4 triệu người ngã bệnh và 33.000 người đã tử vong. Một bệnh viện do chính phủ điều hành ở tiểu bang Uttar Pradesh nay đã bị lụt lội tàn phá với mực nước dâng cao lên tới đầu gối, trong khi những bệnh nhân vẫn phải ngồi chờ để vào gặp bác sĩ ở bên trong. Tình trạng tương tự cũng đã được ghi nhận tại tiểu bang Bihar có đông người sinh sống, đặc biệt là thị trấn Đa Ban Ga. Kính thưa quý vị, tỷ lệ lây nhiễm coronavirus ở Indonesia gia tăng lên mức 100.000 người. Bộ Y tế Indonesia vào ngày thứ 27 tháng 7 cho biết, số người bị lây nhiễm coronavirus trên toàn quốc nay đã gia tăng lên mức 100.000 người, buộc chính quyền phải yêu cầu các vị thống đốc ở trong tư thế sẵn sàng để đối phó với cuộc khủng hoảng sắp sửa xảy ra. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tại Indonesia đã có thêm 1.525 người xét nghiệm dương tính với COVID-19 và 57 người được cho là đã tử vong. Tỷ lệ qua đời hiện nay đang ở mức 4.838 người, chỉ một tuần sau khi Tổng thống Joko Widodo cam kết khôi phục lại nền kinh tế. Công ty dược phẩm BioPharma ở Indonesia hiện đang hợp tác với hãng Sinovac của Trung Quốc để cho ra đời vaccine phòng chống COVID-19. Họ sẽ sớm tiến hành giai đoạn thử nghiệm thứ 3 vào tháng 8 tới đây. Không giống như những quốc gia láng giềng trong khu vực, Indonesia chưa hề ban hành lệnh phong tỏa do Tổng thống Widodo lo ngại sẽ gây ảnh hưởng lên hàng triệu người dân. Hòn đảo nghỉ mát Bali theo dự trù sẽ cho phép du khách ngoại quốc tới thăm bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 nếu như tình hình dịch bệnh được giảm đi. Xin quý vị đừng rời màn hình của đài CBN trên băng tầng 14.5. Sau một vài thông tin ngắn gọn bảo trợ cho đài, Bằng Châu sẽ trở lại ngay với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.